chơi. Quán tụi chị ai thua đội đó bị phạt. Nãy giờ mình chơi cho vui thôi chứ giờ mới là thật sự nè. Quán tụi chị à. Ba, hai. Anh nhắc gì bên đó vậy? Anh nói kéo, 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 kéo. Bên này ra cái bao nha. Một, hai, ba. Hãy đoán ba lần số ký của Thúy Ngân. Vô. 56, 55, 53. Trong vòng 3 giây kể tên ba người yêu cũ của Trắc. Ba người yêu cũ của Trắc. Bắt đầu. Bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 7 nụ cười show. Thưa quý vị, vì tỷ số hiện tại là đều nên chúng tôi phải có một phần thi phụ. Dạ. Các bạn lui ra. Lui ra. Ok. Shaq. Shaq. Sao nghiêm trọng vậy? Chúng ta sẽ đấu với nhau để mang về phần thắng cho đội của mình. Nhớ, từ đây không có anh em gì nữa. Bên này làm trước, bên này làm sau. Trong vòng 7 giây, hãy kể 5 tật xấu mình không thích ở đối phương. Bắt đầu. Ngủ nhiều, chơi game. Tháng giờ. Hỏi sao vậy? Sao anh chỉ bị rối á? Điều đó thể hiện chắc không có tật xấu. Đúng như vậy. Và bây giờ ngược lại, trong vòng 7 giây hãy kể tên 5 món đồ mà Kay yêu thích nhất. Đúng. À, đàn, à, và giày. Giày gì, đàn gì? Giày gì? Giày gì? Giày gì? Giày gì? Giày gì? Giày gì? Mắt kính. Mắt kính. Lại bị tới đủ 5. Ờ, bà bà đã đàn giày mắt kính hết. Nhiều hơn. Nhưng mà em có thích giày không? Bên đây bao nhiêu giày? Em đâu thích giày. Em thích giày. Em có thích mắt kính không? Em có thích mắt kính không? Không luôn. Không thích mắt kính luôn. Em có thích đàn không? Không luôn ạ. Em đâu thích giày. Đàn thì em thích thôi. Đó. Trời đất ơi. Trời, đã nói là không anh em gì nữa mà. Đại nghĩa diệt thân. Hỏi em trước. Dạ. Trong vòng 3 giây kể tên ba người yêu cũ của Trắc. Ba người yêu cũ của Trắc. Bắt đầu. Bắt đầu. Nhung Hồng Đào. Nhung Hồng Đào. Nhung Hồng Đào. Đâu ra vậy? Đừng có giấu ra vậy. Không, nhưng mà đừng có giấu cái gì hết trơn á. Em bạn nè. Nhung Hồng Đào. Hỏi người ta có để người ta nói có ba bạn này không? No. Không hề có. Em còn không biết luôn á. Biết nhưng mà ba giấu. Ba bạn này không có trên trần gian luôn. Ba bạn này không có trên trần gian luôn. Đúng. Có. Biết gì? Bạn Nhung là bạn nào? Không Nhung, biết. Nhung ở Bến Tre. Nhung Bến Tre. Bạn Hồng ở Tiền Giang. Hồng Tiền Giang. Đào. Đào Hà Nội. Đào Hà Nội. Không có đúng không? Chính tất nhiên là em quen em còn không biết mà. Sao là cuộc sống có vậy có trả. Biết gì? Bây giờ là tới lượt em. Trong thời gian 3 giây kể ba người bạn trai hả? Kể ba người bạn trai hả? Trời ơi, trời ơi. Trong thời gian 3 giây hãy kể tên hai người sinh ra bạn gái của Kay. Sinh ra bạn gì sinh ra bạn không? Gái của Kay. Sao biết được này? Tại sao? Ba. Hết giờ. Tại sao? Ba mẹ sinh là xong rồi. Tại nó hứa sắp tới rồi. Nó sản xuất âm nhạc cho tôi. Em cái sự gọi là thiên vị ở đây. Em á tính viết ra một bài hát mà thôi. Em viết được mà. Em chơi lại, chơi lại, chơi lại, chơi lại. Bài hát phim nặng lắm. Trong vòng 3 giây hãy kể tên ba người mà bạn gái của Kay không thích. Bạn gái của Kay không thích. Bạn gái của Kay không thích. Huệ Lan Khúc. Hay quá. Em chưa có bạn gái. Tất cả mọi người đều biết. Thôi, em chưa có bạn gái tao đó. Mà hai đứa đẻ ở đâu nó sắp mà Nhung Hồng Đào, Huệ Lan Cút sẵn vậy ta. Nãy giờ suy nghĩ trước rồi. Nhưng mà mấy cái cây của tôi nó cao hơn. Trên bàn thờ được cắm cao lắm. À được cắm cao hơn. Nói chung là bất phân thắng bại. Mời cặp tiếp theo. Trong vòng 3 giây. Ê, trời ơi sao nắm tay vậy vậy. Trong vòng 3 giây em có gia đình rồi. Hãy kể tên ba chương trình của Đông Tây Promotion mà Dạ đã tham gia. Bảy đầu quỷ xương nè. Trời ơi. Cái này bảy đầu quỷ xương lại biết rồi. Bảy đầu quỷ xương kỳ tài là xong rồi. Nhà ở đâu? Nhà ở Cai Lậy. Thôi đi ra đi. Đi ra đi. Rồi tôi vô cho. Ai cho? Không, để ta hỏi lại bên đây đã. Chưa xong mà. Trong vòng 3 giây sai sót là 5. Hãy đoán ba lần số ký của Thúy Ngân. Vô. 56,
55, 53. 6 rồi. Sao chị không tăng lên mà chị đi xuống vậy? Sai số 5 mà. Lần. Em hiện tại nhiêu ký? 58 ký. 58 ký. Chính xác. Sai số 5 lần mà. Chị thắng rồi. Cặp tiếp theo. Linh Dương lên học trước. Linh Dương lên học trước. Dạ dạ dạ. Trong vòng 5 giây, hãy nói 3 đặc điểm nhận dạng cơ thể. Tiến lên. Bụng bự, đầu hói, râu. Ủa cái này lại làm nhục tôi mà. Trong vòng 5 giây, hãy nói về Lan Ngọc những gì mình thích. Dễ thương, hiền, ngoan, nhạy cảm. Rồi xong. Anh không bao giờ nói bậy. Thì đúng mà, anh nói đúng hết mà. Chắc. Quả anh Tù Chì, ai thua đội đó bị phạt. Nãy giờ mình chơi cho vui thôi, chứ giờ mới là thật sự nè. Anh Tù Chì à. Ba, hai. Anh nhắc gì bên đó vậy? Anh nói kéo, 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 kéo. Bên này ra cái bao nha. Một, hai, ba. Mà. Ủa cái gì vậy? Trời ơi là trời. Sao em có thể thật thà tới như vậy trong cái chương trình này hả? Bình thường là cái xem lúc nào quán tụi tiền cũng là cái kéo trước á. Cái đó là mặc định. Tôi nói cho ông, tôi nói cho ông là cái kéo. Thì tao nói cái búa là ông phải đổ qua cái bao liền chứ ông. Tôi vô ghế ngồi đây. Trời không tin luôn á, kêu ra cái kéo, cái kéo thiệt. Ủa về thôi hả anh? Chưa lẽ tháng. Rồi, ba người bước vào xích lưng, ba vị trí, ai cũng được. Rồi, ngon rồi, rượu này ngon lắm. Mời ba chuyên viên trang điểm tập sự bắt đầu make up tùy thích. Dạ, em make up 8 tiếng rồi nghe. Dạ ơi, dạ. Ngày mai nắng lên. Vô tóc trước đi KCM ha. Cái ủi tóc nào đàng hoàng hơn. Hay đẹp mơ giống rồi đó. Dễ thương liền luôn á trời. Dạ em mấy chút 8 tiếng rồi nghe dạ. Mà làm như bà đẹp á, bà cười ra. Ủa gì vậy? Có cơm thêm nữa hả? Chú Hề. Cái cây này là cái cây kẻ mắt lắm. Em đứng bên nó gần. Đúng rồi. Sao chị ác quá vậy? Gì vậy? Gì vậy? Có một cây xài hoài vậy. Chết có điểm nhấn. Thì trời ơi, còn quá nhiều mà. Ngọc hả? Ngọc hả? Ngọc hả? Ờ, cái ăn kiến có kìa, kiến ăn cá nè. Trời đất ơi trời. Cuộc sống mê nào biết chứ định mệnh nha mấy em ơi. Mười. Nghĩ con kỹ hả? Đúng rồi, chàng lên luôn. Đây, mời. Mất chăm biết hả? Đây là những nhân vật của bộ phim Zombie sắp chiếu. Quá khủng khiếp. Em yêu cầu là các bạn có thể nhảy múa một bài trong vũ điệu hoang dã. Đúng rồi, và cũng kính thưa quý vị là cái đoạn nhảy này cũng là cái lời chào tạm biệt của chúng tôi dành cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ tập đầu tiên của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Và chúng tôi hứa hẹn những tập sắp tới sẽ mang tới nhiều niềm vui và nhiều cái đoạn hấp dẫn, nhiều tiếng cười hơn nữa. Quý vị ơi, xin hãy nhớ chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Production thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Xin chào, và sau đây là vũ đạo của những zombie.